đưa ta lên cao để đồng đội bạn biết hướng để chuyền bóng cho bạn, còn tay kia thì cản đối phương để đối phương lấy bóng không được. Bạn đứng xa đối phương và giả vờ như bạn không có phòng thủ và xong từ từ tấn công bất ngờ. Khi mà đối phương nhanh hơn bạn, bạn nhá một cái rồi tấn công để đối phương bất ngờ. Nếu mà đối phương của bạn kèm bạn không sát thì bạn quan sát xung quanh rồi xong rồi có thể ghi điểm hoặc chuyền bóng. Cầm bóng, xong rồi quan sát xung quanh, tấn công rồi. Nếu đối phương chạy theo bạn, bạn dừng lại, rồi xong rồi chạy đi, để bạn lấy bóng được. Nếu đồng đội bạn chưa sẵn sàng mà bạn chuyền bóng, bạn sẽ dễ nhấc bóng. Khi mà đối phương nhanh thì bạn chỉ cần nhá một cái rồi xong rồi chuyền đập bóng cho đồng đội.